Trễ khoảng 5 ngày, cánh đồng lúa này mới thu hoạch được, bởi tại địa phương không có máy gặt đập liên hợp. Ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội, nhân công và phương tiện được tạo điều kiện vào thu hoạch lúa. Nhờ vậy bà con đã bớt lo hơn. Mới vào xã giãn cách xuống chỉ thị 15 mới dễ đó chứ. Còn chỉ thị 16 bữa hỏi thì nhà ai ở nhà nấy à. Nó cũng nhích lên chút đỉnh bị gì lầy lúng với ít máy đó. Lên cũng công 10.000, 20.000 hả. Hầu hết máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa thu đông ở Cần Thơ đến từ các địa phương lân cận. Thương lái, ghe mua lúa cũng tương tự. Đội ngũ này được tạo điều kiện vào các cánh đồng gặt hái, cân lúa, nhưng vẫn phải đảm bảo quy định phòng chống dịch. Đi là phải test, với qua chốt là phải có giấy test, giấy thông hành ta mới cho đi. Như là 3 ngày phải test lần. Chỉ thị 16 thì công an ta tới, chỗ mình cân lúa là công an tới sẽ kiểm giấy luôn. Nhưng đợt này 15 thì nó đỡ hơn chút. Như là không có công an lại kiểm như mình cũng phải giấy tờ đầy đủ. Xin giấy đi đường với xin giấy test Covid cho mấy lính giác lúa được đi thuận tiện hơn là mình không còn xin giấy không nữa. Vụ lúa thu đông, Cần Thơ xuống giống gần 70.000 hecta, cao hơn 1.000 hecta so với cùng kỳ. Hiện nông dân đã thu hoạch khoảng 20.000 hecta với năng suất bình quân 5 tấn rưỡi một hecta. Thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ, việc thu hoạch tiêu thụ lúa thuận lợi, chưa xảy ra ùn ứ tồn đọng trên đồng.